Xin mến chào quý khán giả đang đến với bản tin cập nhật chiến sự Nga-Ukraine và tình hình thế giới được phát sóng hàng ngày trên kênh The Sài Gòn Post. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Đêm ngày 27 tháng 8, quân chiếm đóng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái, khiến ít nhất 4 thường dân thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Cuộc tấn công đã gây ra nhiều thiệt hại cho các khu vực dân cư và tạo ra một tình trạng hỗn loạn trong đêm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo về vụ tấn công này trên kênh Telegram của mình, cho biết rằng dù lực lượng phòng không của Ukraine đã hoạt động hiệu quả và ngăn chặn được nhiều mối đe dọa, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thương vong đáng tiếc. Ông cũng nhấn mạnh rằng công tác cứu hộ đang được triển khai tích cực tại các khu vực bị ảnh hưởng, với các đội cứu hộ nỗ lực dọn sạch đống đổ nát và tìm kiếm những người còn sống sót. Theo báo cáo, quân đội Nga đã phóng hơn 80 máy bay không người lái Shahed vào Ukraine cùng với các loại hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn đạn đạo và đạn đạo trên không. Tổng thống Zelensky khẳng định rằng Nga sẽ phải nhận hậu quả cho cuộc tấn công này cũng như các cuộc tấn công khác nhằm vào dân thường Ukraine. Trước đó, vào đêm 26 tháng 8, quân xâm lược Nga đã phóng tổng cộng 10 hỏa tiễn và hơn 80 máy bay không người lái vào khắp Ukraine, buộc lực lượng phòng không phải hoạt động không ngừng nghỉ trên nhiều khu vực trong cả nước. Vào ngày 26 tháng 8, Điện Kremlin cũng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào 15 khu vực khác nhau của Ukraine. Những vụ tấn công liên tiếp vào dân thường càng làm tăng thêm sự căng thẳng và phẫn nộ, đồng thời đặt ra câu hỏi về những hậu quả mà Nga sẽ phải đối mặt trong tương lai. Thưa quý vị, cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga vào Ukraine hôm thứ Hai khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, ước tính gây thiệt hại cho Moscow 1,3 tỷ đô la. Cuộc tấn công trên toàn quốc có sự tham gia của hơn 100 hỏa tiễn và 100 máy bay không người lái, được các quan chức Ukraine mô tả là một trong những cuộc tấn công lớn nhất do Nga tiến hành kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Giống như hầu hết các cuộc tấn công của Nga trước đây, cuộc tấn công này cũng thâm độc không kém, nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói về cuộc tấn công: "Ngành năng lượng đã chịu thiệt hại đáng kể, nhưng ở mọi khu vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện, công tác phục hồi đã được tiến hành." Trung tướng Mykola Oleschuk, tư lệnh không quân Ukraine, cho biết hôm thứ Hai rằng Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp lớn vào Ukraine bằng nhiều loại hỏa tiễn trên không, trên bộ và trên biển. Oleschuk cho biết Nga đã sử dụng 109 máy bay không người lái tấn công Shahed, 77 hỏa tiễn hành trình KH-101, 3 hỏa tiễn hành trình KH-22, 28 hỏa tiễn hành trình phóng từ tàu ngầm Kaliber, 6 hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M, 3 hỏa tiễn đạn đạo trên không KH-47M2 Kinzhan và 10 hỏa tiễn dẫn đường KH-59, KH-69. Forbes Ukraine và Economic Now Pravda, một dự án của Ukrainska Pravda, ước tính rằng cuộc tấn công sẽ khiến Nga thiệt hại từ 1,2 đến 1,3 tỷ đô la. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết trong phân tích mới nhất về cuộc chiến ở Ukraine rằng có khả năng không có đủ năng lực công nghiệp quốc phòng để duy trì các cuộc tấn công lớn như vậy ở quy mô tương tự một cách thường xuyên. Một hỏa tiễn của Nga được cho là đã bắn trúng một con đập thuộc nhà máy thủy điện Kyiv vào thứ Hai, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra lũ lụt. Nhà máy thủy điện Kyiv do công ty thủy điện nhà nước UK Hydro Inego của Ukraine vận hành, nằm trên sông Dnieper ở tỉnh Kyiv của Ukraine, phía bắc thủ đô Ukraine. Nhà máy đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định mực nước trong hồ chứa Kyiv. ESW cho biết đoạn phim định vị địa lý được công bố hôm thứ Hai cho thấy hậu quả của một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn có khả năng xảy ra của Nga vào con đập, mặc dù tỉnh trưởng Kyiv Ruslan Kravchenko lưu ý rằng cuộc tấn công vào con đập không gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng của nhà máy thủy điện Kyiv. Trong một diễn biến liên quan, Nga đang xôn xao trước thông tin về một cuộc tấn công quy mô lớn từ phía Ukraine vào vùng biên giới Belgorod. Các kênh truyền thông thân Điện Kremlin liên tục đưa tin về nỗ lực đột phá của lực lượng vũ trang Ukraine với nhiều phiên bản khác nhau về quy mô hoạt động và số lượng binh sĩ tham gia. Điều này đã gây ra tình trạng hoảng loạn và hỗn loạn tại Nga, khi mà các nguồn tin địa phương đưa ra những báo cáo trái ngược nhau về sự việc. Theo kênh Telegram ủng hộ Điện Kremlin Shot, cuộc tấn công được cho là bắt
đầu vào khoảng 8 giờ sáng tại khu vực làng Nikolchievka với khoảng 60 binh sĩ Ukraine và 8 xe bọc thép tham gia. Kênh này là một trong những nguồn tin đầu tiên báo cáo về nỗ lực đột phá của Ukraine. Tuy nhiên, thông tin sau đó được kênh Mash cập nhật cho rằng có đến 200 quân nhân Ukraine cùng một số phương tiện chiến đấu bộ binh hiện diện trong khu vực và một cuộc giao tranh quy mô lớn diễn ra gần trạm kiểm soát Sebekino với sự tham gia của khoảng 300 binh sĩ Ukraine. Các kênh quân sự khác cũng xác nhận rằng có giao tranh xảy ra tại biên giới, nhưng mức độ của các trận đánh vẫn là điều gây tranh cãi. Một số kênh khác cho rằng vụ việc bị thổi phồng và tình hình hiện tại đã được kiểm soát. Thậm chí, cựu chiến binh Wagner Alex Parker còn bác bỏ thông tin về một cuộc đột phá của quân đội Ukraine, trong khi kênh Romanov Light nhấn mạnh rằng các thông tin về nỗ lực tấn công ở Nikolchievka và Sibekino không được xác nhận từ thực địa. Đáng chú ý, một kênh truyền thông khác đã báo cáo rằng giao tranh diễn ra tại một khu vực khác của biên giới, gần làng Krasnaya Yaruga, cách Nikolchievka khoảng 77 km về phía đông bắc. Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cũng xác nhận rằng ông nhận được thông tin về một nỗ lực đột phá từ phía Ukraine. Cụ thể, vệ tinh NASA đã ghi nhận nhiều vụ cháy rừng xảy ra hàng ngày từ 20 đến 26 tháng 8 tại khu vực Nikolchievka và Zuravlevka gần đó. Trước đó, truyền thông đã đưa tin rằng quân đội Ukraine đã có một cuộc đột phá tại biên giới vùng Belgorod, đặc biệt là khu vực kiểm soát Kolotilavka. Những diễn biến này đang tiếp tục tạo ra tình trạng căng thẳng và lo lắng tại Nga khi mà thông tin về các cuộc tấn công của Ukraine liên tục được lan truyền với nhiều phiên bản khác nhau, khiến cho tình hình càng trở nên phức tạp. Trước tình hình thua trận và thất bại trong các cuộc tấn công, Nga đang mở rộng chiến dịch tuyển mộ lính đánh thuê từ Indonesia để tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine, cụ thể là vùng Donetsk. Các nhà tuyển dụng từ Liên bang Nga đã bắt đầu dụ dỗ người Indonesia gia nhập hàng ngũ của mình với những lời hứa hẹn, sau đó gửi họ đến Donetsk để tham gia huấn luyện quân sự trước khi đẩy họ ra chiến trường khốc liệt. Những binh sĩ từ tiểu đoàn Arbat, một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đã đăng tải một đoạn video cho thấy nhóm lính đánh thuê Indonesia đầu tiên bày tỏ lòng trung thành với chế độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo những gì được tiết lộ, các công dân Indonesia này sẽ đến Donbass và gia nhập các lực lượng vũ trang chiếm đóng tại đây. Trong video, những người Indonesia này còn hét lên khẩu hiệu khen ngợi tiểu đoàn Abad, dường như tin tưởng vào mục đích mà họ được tuyển mộ. Tiểu đoàn Abad là một đơn vị đặc nhiệm được thành lập vào mùa thu năm 2022 với nhiệm vụ chính là tấn công và tiến hành các hoạt động quân sự đặc biệt. Đơn vị này hiện do Hayat Gasparian, một cựu chiến binh Wagnerit có biệt danh Abrek, chỉ huy. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, Abad đã được tích hợp vào cơ cấu của Bộ Quốc phòng Nga. Việc Nga tuyển mộ lính đánh thuê từ Indonesia không phải lần đầu tiên họ mở rộng tìm kiếm nhân lực chiến đấu từ bên ngoài. Trước đây, tình báo quân sự Ukraine cũng đã cảnh báo về việc Nga tuyển mộ người Syria để tham gia cuộc chiến tại Ukraine. Những động thái này cho thấy Nga đang cố gắng tận dụng mọi nguồn lực có thể để duy trì và mở rộng lực lượng chiến đấu của mình trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Không chỉ tại Indonesia, hoạt động tuyển mộ của Nga còn mở rộng đến các khu vực khác như Ấn Độ, nơi một nhóm tuyển mộ người Nga đã bị vạch trần. Những diễn biến này đang khiến cuộc xung đột tại Ukraine ngày càng phức tạp với sự tham gia của nhiều lực lượng ngoại quốc được Nga hậu thuẫn. Chuyển sang một số thông tin ở chiến trường Trung Đông, Hezbollah đã tập kích Israel bằng loạt rocket dễ đánh chặn và không gây thiệt hại lớn. Việc này giúp giảm bớt căng thẳng, vốn đã đẩy Trung Đông đến bờ vực xung đột toàn diện. Lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 25 tháng 8 tuyên bố đã phóng hơn 320 rocket vào hàng loạt vị trí quân sự của Israel. Hezbollah gọi đây là hành động đáp trả việc Israel hồi cuối tháng 7 tập kích hạ sát Fuad Shukur, cánh tay phải của thủ lĩnh Hassan Nasrallah tại ngoại ô thủ đô Beirut. Sau đoàn tập kích, ông Nasrallah nói với người dân Liban rằng giờ đây họ có thể yên tâm, khẳng định rằng sau loạt rocket, Hezbollah đã hoàn thành nghĩa vụ báo thù Israel. Quân đội Israel IDF cho biết ngay trước cuộc tấn công trên, 100 tiêm kích nước này đã tấn công phủ đầu các mục tiêu Hezbollah ở Nam Liban, giúp giảm bớt quy mô cuộc tấn công của Hezbollah so với kế hoạch ban đầu của nhóm vũ trang. Đợt tập kích của Hezbollah cũng bị lưới phòng không Israel đánh chặn gần như toàn bộ nên không gây ra thiệt hại đáng kể cho dân thường. Giao tranh Hezbollah-Israel tại khu vực biên giới Liban-Israel xảy ra gần như hàng ngày kể từ tháng 10 năm 2023, khi nhóm vũ trang muốn thể hiện ủng hộ với đồng minh Hamas ở dải Gaza.
căng thẳng khu vực leo thang sau vụ hạ sát Shukur và thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện ở khu vực. Giới quan sát cho rằng thông điệp từ Nasrallah cùng đợt tập kích rocket được đánh giá là hạn chế của Hezbollah là một phần trong chiến thuật rút củi đáy nồi của nhóm nhằm giảm bớt áp lực đối đầu với Iran, giúp cả hai bên lùi lại một bước trên bờ vực chiến tranh tổng lực. Đòn đáp trả của Hezbollah không lớn như kỳ vọng từ đồng minh. Cựu quan chức tình báo Israel Avi Melamed, nhà phân tích tình hình Trung Đông nói, động thái gửi thông điệp đến tân thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar về việc mở rộng phạm vi chiến sự ở khu vực mà ông mong chờ sẽ không diễn ra. Sau sự kiện Shukur và Haniyeh bị hạ sát, giới chức tình báo, các nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích phương Tây đã gấp rút nghiên cứu để xác định xem Iran cùng với các nhóm vũ trang mà nước này hậu thuẫn có thể đáp trả theo VIP thế nào. Các quan chức Mỹ, Anh và Pháp liên tục kêu gọi Hezbollah và Iran kiềm chế. Loạt diễn biến dường như góp phần đẩy nhanh vòng đàm phán ngừng bắn và thả con tin ở Gaza nhằm giảm bớt sự leo thang từ trục kháng chiến, gồm hàng loạt nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Trục kháng chiến từng nhiều lần cảnh báo tiếp tục sẽ tung đòn tập kích hiệp đồng vào Israel và đồng minh của Tel Aviv cho đến khi Israel dừng chiến dịch ở Gaza. Nhưng đợt tấn công hạn chế ngày 25 tháng 8 đã cho thấy cả Iran lẫn trục kháng chiến cũng không mong muốn viễn cảnh một cuộc chiến quy mô lớn ở khu vực xảy ra. Hezbollah trước đó cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ đòn tập kích nào của Israel vào Beirut bằng một đòn tấn công vào các đô thị lớn ở Israel. Nhưng chưa rõ, do lên kế hoạch trước hay ảnh hưởng từ các đòn phủ đầu của Israel, Hezbollah vẫn chưa giáng đòn như cảnh báo. Các mục tiêu nhắm đến chủ yếu vẫn ở khu vực biên giới Liban, Israel, vốn là điểm nóng từ nhiều thập niên qua. Israel tuyên bố đã biết trước về ý định tấn công của Hezbollah và tung đòn phủ đầu, trong khi Hezbollah bác bỏ đây là những lời dối trá. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay Israel không hướng tới một cuộc chiến tranh toàn diện, song cảnh báo họ sẽ buộc các bên thực hiện bất cứ hành động tấn công nào phải trả giá đắt. Nhà phân tích Melamed nhận định những tuyên bố hai bên đưa ra sau đòn tập kích lẫn nhau phần nào sẽ giúp ổn định tình hình khu vực, kết thúc giai đoạn các bên phải chờ đợi trong lo lắng. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 23 tháng 8 cho biết vòng đàm phán mới đã đạt bước tiến, bác bỏ thông tin nỗ lực đối thoại sắp sụp đổ. Theo ông Gerges, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas còn có thể ngăn căng thẳng Israel-Liban leo thang và lực lượng Houthi ở Yemen dừng tập kích tàu hàng qua Biển Đỏ. Tất cả đều phụ thuộc vào quá trình đàm phán ngừng bắn, Gerges nói. Kết thúc bản tin hôm nay là thông tin về việc Taliban mới đây đã công bố loạt điều luật mới về đức hạnh, yêu cầu phụ nữ mặc trang phục kín người và không nói chuyện nơi công cộng để tránh cám dỗ đàn ông. Lãnh tụ tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada tuần trước phê chuẩn loạt điều luật mới về tội lỗi và đức hạnh với nhiều quy định nhắm vào phụ nữ Afghanistan. Luật này quy định phụ nữ trưởng thành bất cứ lúc nào ra khỏi nhà vì lý do bắt buộc đều phải che giấu khuôn mặt và cơ thể bằng quần áo dày từ đầu đến chân tại nơi công cộng ở Afghanistan để tránh cám dỗ đàn ông. Luật cũng cho rằng giọng nói của phụ nữ là thứ cám dỗ trụy lạc tiềm tàng với đàn ông nên họ không được phép nói chuyện nơi công cộng. Phụ nữ không được phép hát hoặc đọc to ngay cả ở trong nhà. Họ cũng không được phép nhìn thẳng vào mặt đàn ông không phải chồng hay họ hàng. Tài xế taxi sẽ bị phạt nếu chở phụ nữ không có đàn ông là chồng hoặc người nhà tháp tùng. Cảnh sát đạo đức, lực lượng thực thi luật mới có quyền bắt giam, trừng phạt phụ nữ, trẻ em gái vi phạm theo cách mà họ cho là phù hợp. Rosa Atun-Bajeva, đại diện của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan cho rằng luật mới đã mở rộng những hạn chế không thể chấp nhận đối với quyền của phụ nữ và trẻ em gái mà Taliban áp đặt từ khi lên nắm quyền hồi tháng 8 năm 2021. Đây là viễn cảnh đáng lo ngại cho tương lai của Afghanistan, nơi cảnh sát đạo đức có quyền tùy ý, đe dọa và bắt bớ bất kỳ ai dựa trên các điều luật có phạm vi rất rộng và mơ hồ. Otun Bajeva nói hôm 25 tháng 8, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Afghanistan Mia Abdul Wahid Shadat nhận định luật mới đi ngược với nghĩa vụ pháp lý trong nước và quốc tế của Afghanistan. Về mặt pháp lý, văn bản này đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Ông nói, luật mới đi ngược với những nguyên tắc cơ bản của đạo Hồi, tôn giáo chưa từng khuyến khích giữ gìn đức hạnh thông qua các hình thức vũ lực, cưỡng ép hoặc bất công. Văn bản này không chỉ vi phạm luật pháp trong nước của Afghanistan, còn vi phạm tất cả 30 điều của tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, Sadat nói.
Trong 3 năm từ khi giành chính quyền, nhiều điều luật Taliban ban hành đã bị các nhóm nhân quyền phản đối vì phân biệt giới tính, khi gạt phụ nữ và trẻ em khỏi đa số khía cạnh đời sống công cộng, từ chối cho phép họ tiếp cận hệ thống tư pháp. Trước khi Taliban đưa ra luật mới, phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan bị cấm học lên cấp 2, bị cấm tham gia hầu hết các công việc được trả lương, bị cấm đi bộ trong công viên công cộng, tới phòng tập thể dục hay thẩm mỹ viện và phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định trang phục. Hồi đầu năm, Taliban cũng khôi phục hình phạt đánh roi và ném đá phụ nữ ngoại tình. Trước các ý kiến phản đối, Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên chính quyền Taliban, cảnh báo rằng những người lên tiếng phản đối mà không am hiểu luật Sharia Hồi giáo, đặc biệt là những người không theo đạo Hồi, là hành động ngạo mạn. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.